Quê tôi miền Tây Hân Nguyễn. Xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, bữa nay mình cũng hơi rảnh rỗi chút xíu. Mình muốn phe với các bạn là mình mới trước mới thành viên mới về nhà các bạn, thành viên mới mới là mấy chú chim như các bạn. Chú chim cút. Thì hôm rày mình không có đi xa làm video cho các bạn xem. Thì bữa nay ở sau nhà mình à, rồi cho nó tiện chút xíu là ra sau nhà mình có mấy chú chim, chim cút đó các bạn. Rồi mình mới mua về tuần à, mình chưa có làm video. Thì bữa nay mình khoe với các bạn á, mình có mấy chú chim nha các bạn. Nếu các bạn nào mà cũng cùng chung ý nghĩ của mình á, thì coi mình làm nè, rồi mua mấy con chim cút về các bạn, để ngoài sau á, để ngoài sau rồi các bạn cho nó ăn, rồi nó đẻ trứng, các bạn có thể lấy trứng ăn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Có mấy con mà đẻ biết nhiêu trứng nha các bạn. Để mình review gần cho các bạn xem nha. Đó, cái chuồng chim cút nó vậy nha các bạn. Thì nó đẻ ra đây nè, các bạn thấy không? Thì nó đẻ nhiêu đây là không phải một ngày nha các bạn. Mình có bốn bốn con mái, hai con trống. Thì nó đẻ mỗi ngày là có thể ba trứng, bốn trứng, hai trứng, thì nó đẻ chắc cũng từng lễ mới được nhiêu đó. Các bạn thấy trứng đó không? Trứng bự bự không à? Đó. Chứ là các bạn mình đếm nha, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 trứng nha các bạn. Đó, thức ăn à, các bạn thấy thức ăn không? Thức ăn của nó nè. Đó, đây là đồ cho nó nước uống nha các bạn, nước đổ vô. Đó các bạn, cái chuồng nó vậy nha. Rồi nếu các bạn nào thích nuôi chim cút, mình để vào sau nhà, rồi các bạn nuôi chơi, rồi ra sau nhà có thể các bạn trồng cây. Trồng cây thì các bạn lấy cái phân chim cút của các bạn, lấy phân chim cút các bạn đổ vô gốc nào á, để cho 2 3 tuần nữa các bạn. Rồi một tháng á, cho cái chất nó giảm, chất axit nó giảm xuống á. Rồi các bạn có thể bỏ vô cái gốc ớt hay là gốc ổi tùy các bạn, cái phần của nó đó. Rồi các bạn nuôi chơi cho nó vui, thay vì các bạn đi ra ngoài chợ các bạn mua trứng chim cút về ăn á, thì mua thì được rồi, nhiều lúc các bạn cần thì đâu có liền đó, sẵn nè, mình cứ ra mỗi tuần thôi. Nhưng mà cái chuồng này các bạn, cái chuồng này nó đặc biệt nè, chỉ cho các bạn xem nha. Đó, cái chuồng đó các bạn, con chim cút á, nó đẻ đây các bạn, nó con chim cút nó đẻ ở đây nè, thì có thể là nó rớt rớt trứng xuống đây bạn, nó chạy xuống đây đó, trứng cút nó ra đây. Còn nếu các bạn mà mua cái chuồng mà nó xà ngang á, thì có thể nó đẻ nó nằm trong đó đó, rồi con chim cút nó đi tới đi lui các bạn, thì nó đạp lên cái trứng đó, rất là dơ đó. Chút xíu mình thu gần cho các bạn xem á, là mình đổ nước vô đây, thì trong này nó có mấy cái này nè, nó nhiễu nước xuống rất là tiện. Các bạn, trong đó nó có cái thùng ở trên nó chứa nước, xong rồi nó đó, nó truyền ống, bên hông đó các bạn, rồi nó chảy ra chỗ này. Đó, nếu con chim cút nó mổ mổ cái chỗ cái giòi đó đó, thì nước nó ra, con chim cút bắt đầu nó uống, nó rất là sạch ha. Đó, mỗi lần nó đẻ thì nó chạy trứng xuống dưới đó, nó ra phía trước đó các bạn, ý mình nói là phía trước ở đây nè. Đó đó, trứng nó đó, thì thôi nó dính lè nè, đó nó chạy xuống. Còn nếu các bạn mà không có cái này nè nha, thì nó chạy, nó dính trong đó đó, con chim cút nó đạp tới đạp lui á, nó dính cái phân nó rất là dơ.
Đó, mình khoe với các bạn là bây giờ mình có 2, 4, 7 con. 7 con, nhưng mà trong đó hình như là mình có 2, 3 con chim trống nha, còn nhiều mái nha các bạn. Đó các bạn, mình đổ đồ vô đó nha các bạn. Đổ đồ vô đó thì con chim cút nó mổ nó ăn nha. Nè, thay vì mình đổ đồ vào trước này nè. Cái máng đó đó nuôi rất là sạch. Chút nữa mình cho các bạn biết là con nào con trống con mái nha. Các bạn mua vài con về thôi là nuôi được rồi. Chim trứng chim cút ăn rất là tốt nha các bạn. Đó, để mình khoe với các bạn con nào con trống con mái nha. Phân biệt ha. Đó. Con này mập quá. Các bạn thấy không? Để quay từ từ cho các bạn. Đó. Con chim này là con chim trống nha các bạn. Đó, các bạn thấy lông ngoài trước nó màu nâu nâu sậm không? Đó, cái mặt nó sậm sậm thấy không? Đó là trống. Đó, các bạn đi mua á, các bạn biết con nào con trống con mái á, để người ta bắt con bạn các bạn cho các bạn thấy là con mái không nha. Đó, con trống. Đó, mình để con mái các bạn khác như thế nào nha. Đó các bạn, con này con mái nha. Thấy cái lông ngoài trước không các bạn? Cái lông ngoài này nè. Nó nhạt nha. Là con mái. Đó. Cái lông nhạt của mái. Mà các bạn khỏi khỏi dòm mới biết là thấy cái đầu nó bị mổ không? Cái đầu đó nè. Đó là con trống nó đạp mái đó, nó cắn cái đầu nó xước lông đó các bạn. Đó là con mái. Với nếu mà hồi nó chưa đạp mái thì các bạn nhìn cái ước mà trước nè. Nó sạm xuống nha. Đó, nếu mà đậm á, đậm nâu nâu đậm nhiều á là con trống, còn này nó lợt á là con mái. Đó. Thì các bạn thường thường nuôi á là có thể ba con mái vậy các bạn. Một con trống. Các bạn đừng nhiều nuôi trống nhiều quá nha. Nếu các bạn nuôi mà hai con trống là một con mái nó đạp chết nha. Nó đẻ đạp hoài là con mái nó chịu không nổi nó chết đó. Con chim cút này nó đạp có thể là một con trống á là có thể nó chịu được là ba con mái vậy các bạn, chứ đừng để mái mái ít mà trống nhiều quá là đạp chết á. Đó. Đó, khoe với các bạn là mình có mấy con chim cút vậy đó. Thì các bạn nếu thích á thì các bạn cứ mua mua các bạn mua mấy con vậy để ăn không hết đâu. Thì nếu các bạn mà muốn mà nuôi chim cút á mà ăn trứng không á thì các bạn mua con mái nha. Còn nếu các bạn mà mua con chim cút á mà để có trứng cút lộn ăn á thì các bạn nuôi mua có trống có mái. Đó, thì mình nói và bữa nào mình chỉ cho các bạn là mua cái mái ấp trứng nha các bạn. Các bạn ăn không hết á, bắt các bạn luộc hoài ăn thì các bạn thấy nó không ngon. Thì các bạn biết là trứng cút lộn mà. Thì các bạn mua cái máy này có cũng 5 60 đô, 6 70 đô, thì các bạn bỏ trứng này là ăn bỏ vô thì mà thường thường trứng cút này là 10 14 15 ngày nó nở các bạn. Nếu các bạn ở nhà ấp mà để ăn á thì 12 ngày các bạn đem ra luộc ăn được rồi, nó rất là ngon. Các bạn mua chợ đâu ngon bằng mình luộc đâu. Đó, các bạn thấy trứng bự bự không à? Nè. Đó. Trứng cút nè. Các bạn thấy trứng không? Bự bự không à? Rất là to nha các bạn. Đó. Nuôi sạch sẽ các bạn ơi, không có gì dơ. Mình có cái máng ở dưới mình hứng cái phân nó xuống đó. Rồi mình lấy cái phân đó đó, mình để vào sau nhà một thời gian cái đầu mình ủ vô gốc cây nó rất là tốt. Rồi cho các bạn xem ở ngoài sau nhà mình luôn. Bây giờ là mình lặt lá hết trơn nha các bạn. Bây giờ chỉ còn là cây không à, đó ngoài sau nhà mình đó,
bữa nay nó ra nụ rồi dữ lắm ơi, không bao lâu nữa nó ra lá đâu đó là đẹp lắm. Đó các bạn, ngoài sau nhà mình á, rồi cái cây ngoài đó, cây đó là của thằng em mình á, nó tặng á, thằng em mình tên Ryan, nó làm neo chung với mình á, nó tặng cho mình á, mà mùa đông đó các bạn, nó rụng lá bây giờ nó ra lợi ra bông đẹp lắm nha. Đó. Các bạn thấy mấy cái ổi mình không, thu lại gần ha, bây giờ nó ra nụ dữ lắm á, nó ra nụ hết rồi, và bữa thì có thể là nó ra nhanh lắm á, có 2 tuần á là nó ra bao nhiêu đó các bạn. Đó, mình phê cho các bạn, mình có cây ớt nha, cây ớt thường thường mùa đông đó các bạn nó chết, nhưng mà ớt mình mùa đông không có chết nha, ớt mình mùa đông là nó có trái đà bình thường, tại vì mình bỏ trong cái nhà kính đó các bạn. Đó, bây giờ lá sum xê, bây giờ bữa nó có trái ăn à, các bạn thấy không? Còn nếu các bạn mà không có che lại là năm nay lạnh dữ lắm các bạn ơi, nó tàn tạ luôn á. Đó, bây giờ nó có trái nhiều lắm nè, ớt mình giờ có trái nhiều lắm nè, thấy các bạn thấy không, trái là nhóc cái này chân nè, lá sum xê cây ớt này vài bữa trái dữ lắm à, trái trái ơi là trái luôn á, ăn không hết. Cây ớt này nó cay vừa vừa nha các bạn, chứ không có cay nhiều nha. Đó, các bạn thấy không? Ủa rồi sao mình giặt lá hết trơn rồi đó. Giặt lá trụ lũi hết trơn rồi. Cây ổi nào các bạn? Ổi này là ổi nữ hoàng nha các bạn. Đó. Kế bên là cây cây táo, táo Thái vậy các bạn. Đó, đó cây cũng là cây ổi này là ổi Đài Loan các bạn. Ổi Đài Loan không hạt. Đó các bạn, đó cây là cũng ổi nữ hoàng đó. Đó, mình có cái sơ bô nha các bạn, cái sơ bô đó là mình để tự nhiên á, mình không có tỉa nhánh hay cái gì hết trơn á, để coi nó làm sao. Đó, năm nay là các bạn ơi, sơ bô là nó chịu lạnh nha, nó chịu lạnh rất là hay nha. Đó các bạn, thôi bây giờ mình lấy mấy cái mình trứng cút đó các bạn, mình luộc ăn thử nha các bạn, mời các bạn ăn trứng cút chung với mình nha. Còn nếu mình ăn không hết mình để đó các bạn, dư hơi nhiều nhiều quá thì mình để lại, mình ấp ấp để nữa mình lấy trứng cút lộn ăn nha các bạn. Đó, mình luộc ít thôi, 6 7 trứng các bạn ơi, 7 8 trứng vậy đi, 8 trứng đi. Đó, mình có mình làm ăn à, nhìn luộc nhiều mà ăn không hết. Đó các bạn, bây giờ mình chuẩn bị bỏ trên lò mình luộc nha. Luộc đủ mình ăn thôi à, không có ai ăn hết trơn á. Đó, ngoài sau mình có cái lò vậy đó các bạn, đó rất là tiện, mình nấu hay là không, không cần nấu, mình chiên cá hay kho cá ra đây cũng được các bạn. Đó, mấy cái lò này vô Academy mình mua nhé các bạn, rồi mình mua cái bình ga về thôi, xài biết bao lâu mới hết bình ga đó các bạn thấy không. Đó, mình luộc nhiêu đó đó đủ mình ăn.
Các bạn chờ mình vô chỗ lấy muối tiêu ra các bạn. Thưa các bạn ơi, bây giờ mình luộc trứng cút sắp xong rồi các bạn. Mình lấy xuống nha. Trứng cút này ăn bổ lắm nha các bạn. Các bạn có thể kho thịt hay là các bạn chiên ốp la ăn cũng được, hay là các bạn phấy với sữa hột gà các bạn uống rất là bổ đó, các bạn thấy không, ngon rất là ngon các bạn. Mời các bạn ăn cùng mình nha. Nóng rồi các còn nóng á, thường thường luộc cái này á, các bạn ta đổ ra với miếng nước lạnh á, cho cái vỏ nó không có dính nè các bạn. Để mình từ từ đi, đang nóng nó ngon. Đó, mời các bạn nha, chấm với muối tiêu rồi các bạn. Ngon bạn ơi. Các bạn có mua con chim cút này ở đâu các bạn biết không? Các bạn đi mấy cái chỗ mà bán mà thức ăn của gia súc á, rồi các bạn hỏi á, thức ăn của gia súc là gia súc của ngựa hay là gà hay là gì đó, thì có thể là người ta bán chim cút cho các bạn, một con hình như 10 đồng hay gì đó, hồi xưa bán 6-7 đồng mà bây giờ lên tới 10 đồng. Các bạn mua chừng 4 con mái, 2 con trống là đủ rồi, một ngày các bạn kiếm 4 trứng để ăn đó. Mời các bạn nha. Các bạn thấy không, trứng nó rất là ngon, chấm muối tiêu mình ăn cái ha. Rất ngon các bạn, béo gớm á. Ăn trứng mà không có cái gì uống uống thì nó hơi kỳ kỳ. Mình quất ly vụn nho nha các bạn. Mời các bạn nha. Ăn trứng của nó la đó các bạn. Về với các bạn luôn là các bạn ơi, có ông bạn cho bình trà, các bạn thấy huyền thoại không, bình trà rất là đẹp đó, bình trà đồ cổ của ông bạn nha. Ông bạn tên Nhái, ổng cho cái bình trà này nè, các bạn thấy lạ không, bình trà lạ không, chút xíu nữa mình châm trà uống cho các bạn xem nha, thấy nó rất là thích.
bình nào cũng uống trà được các bạn, nhưng mà tùy theo cái bình nha, mình dòm thấy nó mình thích đó. Đó, để mình châm nước vô là mình cho các bạn xem cái bình trà, bình trà kinh dị của ổng nha. Chờ xíu nha các bạn. Rồi các bạn ơi, bắt đầu mình châm trà vô nha. Đó, trà vô đây, châm nước vô, châm nước nóng vô chứ, trà mình có rồi. Đó, mình đẩy này lại các bạn. Đó, các bạn biết làm sao mình lấy nước ra được không các bạn? Cái bình trà này giống như cái cối nha, cái cối mà xây bột vậy đó các bạn. Cái này là các bạn xây đó, xây thì trong này nó có đường chảy nước ra nha các bạn. Đó, đó cái này nè, đó cái này đường này đi xuống như cái cối vậy đó các bạn. Đó, các bạn thấy cái cối không? Đó, mình xây nè, xây đúng chiều nó chảy nước ra nha, chảy nước trà ra đó, chạy cho các bạn coi thử thôi. Nhưng mà bây giờ trà chưa ra đó, mình chỉ xây thử rồi đó, chút nữa mình uống đó, vậy đó các bạn. Mời các bạn uống trà với ăn trứng cút với mình nha các bạn. Mấy bữa nay bận rộn các bạn ơi, chứ không có đi xa làm video được. Thì sẵn đó mình mua mấy cái con chim cút đó các bạn. Thì về mình nuôi. Mình cứ nuôi hoài à. Lâu lâu cái mình có về Việt Nam á, thì không ai chăm sóc, thì các bạn cho người ta ăn thịt. Hay là làm gì đó các bạn ăn thịt cũng được, để nữa các bạn mua nữa chứ nuôi cho nó đẻ ăn các bạn. Trứng cút ăn tốt lắm á. Đẻ mỗi ngày các bạn ơi. Các bạn muốn lấy trứng á, thì các bạn mua chim mái không nha. Còn các bạn muốn lấy để trứng này có trống có mái đó, để các bạn ấp á, để lấy trứng cút lộn ăn các bạn, thì các bạn mua 3 con mái 1 con trống nha các bạn. Vậy là trống nó đủ đô cho 3 con mái đó rồi. Các bạn mua trống nhiều mà mái ít đó, nó đạp chết nha, chết mấy con mái nha. Chim cút nó đạp dữ lắm, đạp hoài à. Đó, mà cái máy á, ấp trứng á các bạn, bữa nào mình có ở nhà nè, mình quên mang xuống cho các bạn xem. Là các bạn bỏ vô các bạn ấp 15 ngày nó nở, các bạn 11 12 ngày các bạn ăn được rồi. Tùy theo các bạn muốn ăn con lớn á, con nhỏ, rất là dễ, nhiệt độ rất là dễ các bạn. Các bạn lên mạng các bạn mua trên Amazon á, các bạn mua cái máy đó 180 đồng à. Nhiệt độ mình chỉnh á, chờ 95 tới 99 độ F thì nó sẽ nở cho chim cút các bạn. Trứng cút lộn ăn rất là ngon nha. Mình có cái máy đây nè, mà mình quên mang xuống phe với các bạn rồi. Cho nó đẻ dồn dồn lại chừng tuần lễ các bạn bỏ vô các bạn ấp. Chỉ hơn tuần là các bạn có trứng cút ăn rồi. 11 12 ngày là các bạn có trứng cút ăn rồi. Mà các bạn trứng cút ở nhà các bạn mà ấp á, ăn rất là tốt. Các bạn mua ngoài không có tốt đâu nha. Ở ngoài á, thường thường mình ấp, hồi đó giờ mình ấp trứng cút có mình cũng có kinh nghiệm chút chút á các bạn. Là mà các bạn mà lấy ra khỏi cái hơi ấm rồi á, thì trong vòng mà 8 7 6 7 tiếng đó là cái trứng nó vừa lạnh một cái là trứng con chim cút nó chết vậy các bạn. Các bạn biết là nó chết thì nó đâu còn tươi nữa.
Còn ở nhà các bạn ấp thì cái máy các bạn ấm á, có nhiệt độ ấm hoài thì con chim cút nó sống. Thì các bạn bỏ vô luộc á thì là tươi luôn á, là con là ăn là tươi luôn, phết luôn. Còn các bạn mua ở chợ á, từ cái chỗ mà cái farm á, họ có cái lò ấp trứng chim cút á các bạn mua về rồi người ta để ở chợ rồi ta bỏ vô tủ lạnh này nọ, là sự thật là con chim cút nó chết mấy ngày rồi, nó chết đó, nó chết tươi chẳng á, bây giờ nó chết trong đông lạnh đi thì các bạn ăn á, thì nó không ngon. Nhưng mà mình á, là hồi đó mình có ấp trứng cút á các bạn, thường thường á, là mình ấp trứng cút qua là mấy con chim cút mà chết á, chết con nó chết trong trứng á, bị chết rồi là mình không ăn nha các bạn. Các bạn thấy trước mắt các bạn không muốn ăn, bởi vì cái con nó chết rồi nó bị rửa, con chim cút ở trong á, con chim con nó nằm trong cái trứng á, nó xanh lè, nó lạnh ngắt rồi, là mình cảm thấy mình ớn, mình không ăn được. Từ khi mình không thấy ra thấy mình ăn không được. Còn mình mua ngoài thì ok, còn mình ấp ở nhà ấp á, mấy trứng mà nó bị chết á là mình bỏ là mình không ăn, nó chết mình biết rồi các bạn. À, cũng ngon lắm, hồi nãy em luộc có mấy trứng, 8 7 8 trứng mà quất hết luôn rồi. Này là nếu cậu trứng cút lộn nó ăn ngon hơn đó các bạn. Mình nấp có 11 12 ngày mình ăn được rồi, tùy theo các bạn ăn con nhỏ con lớn. Nhưng mà các bạn biết là 15 ngày nó nở đó. Hồi đó mình ấp để ăn. Rồi mình quên với các bạn, mình lấy ra sót còn một hai trứng á. Rồi tự nhiên mình nghe cái tiếng chim nó kêu chít 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 chít. Tưởng ở đâu mà kêu chích chích hoài mình tìm không ra, vô cục mình dở cái máy ấp trứng ra thấy con chim cút nó nở chổng các bạn. Dạ sắp ra rồi các bạn. Cũng cảm ơn anh Nhái tặng cho cái bình trà cổ điển nha. Mình nuôi đủ một mình nuôi bao nhiêu chim cút đủ ăn rồi các bạn ơi, nó đẻ dữ lắm. Chim chim cút trống nó gáy rồi các bạn, nó gáy dữ lắm. Hồi đó mua về nó ốm lắm, bây giờ con nào nó mập dữ lắm các bạn. Để khoe các bạn mình có con chim cút này nó màu nó đẹp lắm nè. Dạng lắm. Nó đẻ trứng nữa nè các bạn. Chưa chạy ra nha. Đẻ trứng nữa nè. Từ từ nó chạy xuống. Bạn thấy không? Chim cút dễ thương các bạn. Trắng đẹp nè, màu nó trắng đẹp không? Dễ thương hết biết không? Đó các bạn. Con này đẹp không? Mà các bạn ơi, cái con này là mình không biết con trống con mái nha. Chừng nào nó gáy mới biết nha. Hay là con nào đạp nó đó, nó đạp người ta, hay là người ta đạp 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 mái nó đó thì mình biết đây, vì cái màu này mình không nhận được nha các bạn, khó nhận nha. Mình nghi ông này là mái vậy các bạn, cái đầu tưa tưa nè bạn thấy không,
cái đầu tưa tưa đó là ông mấy con trống nó cắn cái đầu đó. Thường con trống cái đầu nó không bị rụng lông thì các bạn, mấy con mái mới rụng lông thôi, cái mặt ông này là mái rồi đó. Đó, nó rất là đẹp. Bên đây hình như hai con trống, mình sang qua một con nữa các bạn. Hôm nay con trống nè, sang qua đây. Con trống ngầu lắm ạ. Các bạn thấy cái gì đó không? Là cái chuồng chim nha các bạn, cái chuồng cho mấy con chim đó, lạ nó bay lại, nó lại nó đẻ vậy các bạn đó. Cái đó là ta kêu là chuồng chim của con yến cái gì đó, tiếng Mỹ là martin nha các bạn, martin bird nha đó. Rồi đó, đó đó các bạn thấy mình làm không? Đó, mình làm giống như từ thiện vậy đó, cho mấy con chim về đẻ đó. Các bạn thấy ở trên nó có con chim ở đậu không? Là con chim giả nha, con chim giả đấy, để nó dụ mấy con chim trống về, dụ mấy con chim khác về nha các bạn đó, vậy đó. Rồi dưới đó cái mình mua cái đồ rồi thức ăn là cho các bạn thấy nè, thức ăn cho chim ăn nè đó, các bạn thấy không, thức ăn cho chim ăn đó đó các bạn đó. Mình quay toàn cảnh cho các bạn xem nha, đó là đồ thức ăn cho chim ăn đó. Mình thu gần lại các bạn xem đó. Để bỏ thức ăn vô cho chim nó lại nó ăn các bạn. Ở trên đó là chuồng chim cho chim về nó đẻ đó, mình mới mua đó, mình mới ráp xong. Bạn thấy đẹp không? Con chim đó là chim kêu là martin nha các bạn, martin bird, là hình như chim yến á. Mình mua hai con chim giả các bạn, mình để trên đó đó đó, mình dụ nó để chim kia nó bay về. Mình mới để có 2 ngày các bạn ơi, chim kia nó chưa thấy, nó chưa bay về đâu. Từ từ nó bay về, nó đẻ dữ lắm, rồi mình quay cho các bạn xem nha. Đó, cho các bạn xem sân sau nhà mình đó, thì trời rất nhiều, nó còn hơi nắng nha các bạn đó. Cây thì bây giờ nó ra, các bạn, nó ra nụ hết trơn đó nha. Đó, cũng còn mấy trái ổi sót lại, nhưng mà mình tước cho nó lá nó rụng hết rồi các bạn đó, còn mấy trái ổi thôi à. Đó, bữa nào mình bẻ vô mình ăn, nhưng mà thấy tiếc mình không bẻ thôi, chứ nó không có lá là đâu có nuôi được trái, cũng không có ngon. Bây giờ nó có nụ nó ra nhiều lắm các bạn, nó ra đầy hết trơn rồi đó, các bạn thấy không, nụ nó ra đầy hết trơn luôn rồi. Đó, sân sau nhà mình đó các bạn, nó nụ nó ra đầy hết trơn nha đó, bắt đầu nó ra đó, bạn thấy nó ra không, búp 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 nó ra đó. Chừng cái này chừng một tuần lễ nữa nó ra dài nha các bạn, thấy nó dị đó, nó mau lắm nha. Đó là cây hồng của mình. Đó, mấy cây này là cây cây mận nha các bạn. Các bạn thấy gì đó, vài bữa nó đâm lá ra các bạn. Thường thường cây mận các bạn phải lặt lá nha, các bạn không lặt lá là nó không có trái đâu á. Mãng cầu rồi mình lặt hết nha các bạn, nhưng bây giờ nó lâm hết rồi, không có cây nào chết hết á, có cây nhãn mình không lặt thôi. Đó, các bạn thấy không, cây nhãn mình nè, hai cây nhãn mình không có lặt lá đó, còn như mình lặt hết.
Các bạn thấy cái chuồng chim mình không? Đó. Đó, đồ thức ăn chim cho mình là mình tự mới mua về đó. Bữa cho nó chim về ăn. Hy vọng là vài bữa chim về vui lắm các bạn. Chiều mặt trời hơi chói nha các bạn. Nó chói dữ lắm. Đó, thổi mình đó các bạn. Mình cũng lặt lá hết nha các bạn. Nhưng mà hy vọng là một vài ngày nữa nó lên lá tốt lắm các bạn ơi. Chứ không phải chết đâu nha. Các bạn thấy nó đâm múp 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 không? Nó đâm chồi múp múp vậy đó. Nó không ấy đâu nha. Chứ không phải nó chết đâu nha. Nó sẽ lại ra lá lợi. Cây nào cũng sống hết trơn nhé các bạn. Đó, mình phải lặt lá cũ hết rồi các bạn, đừng có để đó, để nó đâm lá non lại là như cái cây nó khỏe rồi nó trẻ lại. Nhưng mà ở Việt Nam không biết thì sao, nhưng bên Mỹ mình phải lặt lá nó, bởi vì trong một năm trời đó các bạn, nó lạnh quá, lạnh quá thì lá nó bị héo rồi, nó vàng hết rồi. Thì mình chờ nó rụng cũng được, mà mình chờ nó rụng thì thời gian rất là lâu nha các bạn. Cho nên thôi tốt nhất mình lặt trước khi nó rụng, để một thời trước khi nó rụng thì nó nuôi cái thân á, nuôi lá già đó. Rồi tội nghiệp cho cái thân cây nó nuôi lá già là nó mất sức khỏe của nó. Nên tự tự mình lặt đi, mình lặt xong là không bao lâu mà một tuần lễ các bạn thấy không, nó ra nè, ổi mình nó ra nè, là nó sống hết nha. Năm rồi là thấy một năm rất đầy cực khổ các bạn, gian nan, lạnh nóng lạnh nóng. Đó, cây ổi này nè các bạn, nó đâm bông rồi nha. Cây đó là cây ổi, các bạn biết ổi gì không? Ổi Đài Loan nha, ổi lê Đài Loan đó. Vừa nắng một tuần lễ là ảnh đâm bông liền á, các bạn thấy bông hả nào? Đó, đó cây này là ổi Thái Lan. Các bạn thấy cái đu đủ mình không? Trụi luôn. Trời lạnh. Các bạn dưới dưới gốc đu đủ mình các bạn thấy gì không? Thì các bạn cứ mua hành nữa các bạn. Các bạn ăn cái ngọn đi. Cái gốc các bạn để lại chọt xuống. Không tới tuần lễ nó ra bao nhiêu rồi các bạn. Đó. Vài bữa một tuần sau nữa sau nhà mình nó đẹp lắm các bạn ơi, cây nó ra lá đẹp lắm á. Bây giờ các bạn thấy nó trụ lũi vậy đó, vài bữa đẹp lắm á. À, trời nó gió vẫn còn lạnh đấy các bạn. Mình muốn đi chơi, quay một chút video về upload lên để lên cho các bạn xem. Nhưng mà bây giờ mình ra đường thì nó cũng hơi hơi lạnh lạnh chút xíu. Rồi khi nào mà trời nóng á, rồi người ta đi tắm biển này nọ mới vui các bạn. Lúc đó mình là đi quay cho các bạn xem. Nhưng bây giờ thì ít người ta ra đường, cũng không nhiều đâu. Cũng chưa vô mùa hè lắm đó các bạn. 1 2 tháng nữa mới vô mùa hè. Bây giờ cũng lạnh lẽo bất thường hoài à. Đó. Cái chuồng chim mình đó các bạn, mình chưa thấy chim lại nha các bạn. Vài bữa đó, hy vọng vài bữa nó lại. Nhưng mà 2 tuần nữa đây, 2 3 tuần nữa là ở nhà mình, rồi sau nhà mình là nó tùm với các bạn. Mảng cầu nó lên lá rồi, ổi lên lá, cốc lên lá, nó nhiều lắm. Cái sao bô là mình không lặt lá này các bạn, là nó sống tự nhiên nha. Mà cây sao bô này nó chịu mùa đông đó. Mùa đông rất là lạnh nhưng mà ảnh tỉnh bơ à, chứng tỏ là ảnh chịu nè. Cây mãng cầu các bạn phải lặt lá nha, không lặt lá là không được nha. Nó lặt hết, các bạn thấy mãng cầu của mình không, nó đâm nó múp 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 lên á, lên hết rồi đó. Đó, chứng tỏ là không có cây nào chết hết. Đây này là cây nhãn của mình đi các bạn, nó đâm mọi nụ ra nha. Đó. Đó, đây là
thức ăn cho chim. Mình mới mua về. Đó là chuồng chim. Đó các bạn, mình có quay sơ qua cái toàn cảnh sau nhà mình nha các bạn. Mong là 2 tuần nữa là khi nào lá lá ổi nó đâm ra các bạn thì mình review lại cho các bạn xem. Hiện giờ thấy nó trụi lủi hết á, thì bữa nay mà chủ yếu là mình cảm thấy buồn, không đi đâu được, không đi đâu xa được, thì mình ra một sao mình phe với các bạn là mình có mấy chú chim cút với các bạn đó, mình quay cho các bạn xem thôi. Nếu các bạn nào mà cùng sở thích của mình á, thích nuôi chim cút á, thì cứ mua chim cút về nuôi. Thì mình nói các bạn á, là cái chuồng các bạn làm á, nếu các bạn không làm được á, thì các bạn lên mạng nha, các bạn lên eBay hay là Amazon, các bạn mua mua cái loại mà cho nó đẻ sao mà nó trứng cút nó chảy ra mà nó chùi ra trước được, thì các bạn thấy nó chùi không đó, chiều ra mình lấy thôi, nó rất là sạch sẽ. Các bạn thấy cái trứng đó không, nó sạch, nó không bị dính phân nha các bạn. Còn nếu cái chuồng các bạn phải làm cho nó, đừng có ngang nha, cho nó xéo, thì nó đẻ xong nó chạy xuống, mà nhiều các bạn phải cắt cái đường lỗ dưới nè cho nó chạy xuống, đừng có cản lại đó, thì đây cái máng cho nó thức ăn. Còn nếu mà các bạn không có làm cái máng được á, thì các bạn làm cái đồ á, treo cho nó ăn cũng được. Còn cái này mà nếu các bạn làm không được thì mua, cao lắm 100 mấy đô à, thì các bạn có tất cả đủ đủ đồ chơi rồi. Thì phân phân của chim cút á, các bạn dùng lại để cho 1 tháng sau các bạn bỏ vô cây nha, các bạn đừng có bỏ liền, bỏ liền là cây chết nha các bạn. Bỏ liền là cái phân nó còn mạnh á, vô là cây nó chết nha, chứ không phải là bỏ liền nó tốt đâu. Cho nó rã cho bớt đi, nó thành phân đi rồi bỏ rất là tốt. Vô cây ớt là rất là tốt, các bạn thấy không? Trứng bự bự không nè. Đó, các bạn thấy không? Lấy ra rất là dễ. Đó. Chiều các bạn đi làm về thì các bạn bước ra sau, các bạn thấy mấy trứng cút rồi các bạn cũng thấy vui lắm. Mình thăm thử mấy con chim cút mình có đẻ được mấy trứng. Nó vui, rất là vui nha. À, các bạn thấy không, đẻ một đống luôn nè. Đó, nếu mình ăn không hết thì mình mua cái máy mình ấp để mình làm trứng cút ăn. Còn nếu các bạn không muốn muốn mua cái máy ấp để làm trứng cút thì các bạn lấy cái thùng xốp đó các bạn, thùng xốp nhỏ nhỏ này nè, rồi các bạn mua cái đồ nhiệt độ giống như mình vậy nè, để mình chỉ các bạn luôn cái thùng xốp nha, rồi nhiệt độ giống như mình nè, đó mình mua đây đồ đo độ rồi các bạn. Thì các bạn lấy cái thùng xốp xong xuôi, các bạn để cái bóng đèn vô, để cái bóng đèn vô rồi các bạn để cái nhiệt độ này vô. Các bạn thấy nếu quá 100 độ thì các bạn phét lỗ tiếp tục ha. Còn nếu các bạn phét làm sao cho nó ra hơi, làm sao cho đủ là 95 tới 99 độ là ok đó, là các bạn bỏ trứng cút vô. Thì mười mấy ngày thì các bạn lấy ra, các bạn có trứng cút lộn ăn rồi, rất là dễ. Tự nhà làm cái máy ấp luôn cũng được nha các bạn, không cần đi mua đó. Rồi thì các bạn trước tiên các bạn cứ thắp cái bóng đèn nhỏ thôi, cỡ nhỏ nhỏ thôi, mấy chục watt thôi. Rồi các bạn nếu mà nó yếu thì các bạn ta thêm bóng đèn hơi cái quát nó hơi nặng hơn chút xíu. Còn nếu mà nó đủ rồi mà nó hơi dư quá, nó hơi dư nóng quá đó, các bạn phét lỗ, phét vòng vòng cho nó ra hơi bớt, thì các bạn đo làm sao là 95 tới 99 độ là ok rồi, thì các bạn bỏ trứng cút vô ấp thôi, khỏi đi mua cũng được, mà các bạn đi mua thì nó khỏe hơn. Rồi cứ mua thì cái máy tự động nha các bạn, thì tự động nó chạy đủ độ cái nó ngưng ngưng cái thiếu độ nó chạy nữa là rất tiện cho mình. Nhưng mà trước khi các bạn ấp á, là bữa nào mình chỉ bỏ cái máy thì các bạn bỏ cái chén nước vô nha, cái chén nước vô là cho nó giữ độ ẩm cho cái trứng cút của các bạn á, là trong này nó là nó tươi, nó không bị khô, nó không bị sát sát vỏ vậy các bạn, bỏ nước vô. Còn mấy bạn mà muốn ấp trứng cút thì cho con cút nó nở ra luôn á, thì hình như 15 ngày 2 tuần á nó nở ra luôn. Nó nở ra thì các bạn xách bỏ vô cái thùng rơm, bỏ rơm này vô, rồi các bạn cũng thắp đèn á, thắp cái bóng nhỏ, không phải đèn, có cái bóng nhỏ mình treo vô trong cái thùng đó đó nè, cái mấy cái cám này nè các bạn, mình mua mình giải vô cho nó ăn. Thì mình treo vô á, trống á, thì
95 độ rồi, ok rồi. Chỉ còn 95 độ là con chim cút nuôi nó sống rồi. Thì nuôi với các bạn nuôi chừng 2 tuần sau á nó mọc lông thì các bạn đừng có treo đèn nữa. Rồi mà cút này các bạn nuôi nhanh lắm các bạn. Nuôi chừng 2 3 tháng là con chim cút nó đẻ rồi các bạn ơi, nhanh lắm. Đó. Nó rất là đẹp. Rất là dễ thương nha các bạn. Đó các bạn thấy nó ăn không? Nó bỏ mổ ra ăn rồi mình đổ thức ăn vô nó ăn à. Mà nó chẹn lắm. Nó đẻ thì nó ra đây thôi à. Đó, chiều mình lộn vô thôi. Chiều mình không lộn, ngày mai mình lộn cũng được. Mà mình không có cái loại cái chuồng này đó, nó không có chạy cái trứng ra là nó bị dơ lắm các bạn. Không dơ thì con chim cút này nè thì nó tự động nó mổ, nó ăn trứng nó luôn các bạn, mổ hư trứng nha. Nó không ăn mà nó phá hư trứng nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Con nào nó mọc lù à. Nè, ông này cũng trống nè. Các bạn thấy cái mặt đó không? Trống đó. Nâu nhiều á. Đó. Đó. Mái nè các bạn. Nâu ít nè. Nó xám nha. Đó. Cái đầu bị mổ nè. Bị đè đạp quá. Bên đây nè. Trống nè các bạn. Mặt đỏ ngầu ha. Trống đó, đỏ ngầu á, trống. Mập mập không rồi các bạn ơi, mình nuôi đó mua giỏm nhôm mà giờ mập dữ lắm rồi. Nè. Các bạn thấy nó lợt không? Trước mặt nó lợt nè. Đó nó lợt á là mái. Đó, cái đầu chọc lóc. Nè. Hỏi vô bị đè quá. Bị đè đạp quá với cái đầu chọc lóc luôn. Nhưng mà các bạn con chim cút đực này nó đạp dữ lắm, một ngày nó đạp có thể mấy mấy chục lần luôn á, nó vậy đó. Rồi bắt các bạn phải mua cho nhiều nhiều mái vô một trống thôi, chứ ít ít mái quá là con chim cút này đạp hết rồi. Nó con chim cút trống nó đạp chết nha các bạn, chết con mái đó. Thì nếu các bạn nào mà đồng cảnh ngộ với mình á, thích nuôi chim rồi thích ra ngoài sao hưởng thụ rồi muốn ăn chim cút thì các bạn thích xem video này. Còn các bạn mà không có đùng cùng cảnh ngộ của mình, các bạn không thích chim mà không thích thú vật á thì các bạn cũng thông cảm, thì thôi kệ bỏ thì giờ xem cho nó vui. Đó thì các bạn nếu thương tình thì bấm like share subscribe giùm mình nữa các bạn. Cảm ơn các bạn ủng hộ trong thời gian qua quê tôi miền Tây Hân Nguyễn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho mình nha. Rồi bây giờ cũng chờ hơi chiều rồi các bạn ơi. Thôi thì mình chắc cũng xin phép các bạn kết thúc video tại đây các bạn. Hẹn các bạn video kế tiếp. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.